Trong hai ngày 12 và 13 tháng 5, tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn đã diễn ra hội thao về tin banh khu vực 1 năm 2018. Tới dự lễ khai mạc hội thao, về phía tỉnh Lạng Sơn có ông Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng đại diện Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, các sở ban ngành trên địa bàn. Về phía Vietinbank có bà Nguyễn Thị Yên, Ủy viên Ban chấp hành, Trưởng ban Tài chính Công đoàn Vietinbank, bà Lê Thanh Mai, Ủy viên Ban thường vụ, Giám đốc Vietinbank Vĩnh Phúc, Trưởng khu vực 1, Trưởng ban Tổ chức hội thao, cùng các Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở của 27 chi nhánh, đơn vị thuộc khu vực 1 Vietinbank. Hội thao năm nay thu hút hơn 600 vận động viên là cán bộ, người lao động đến từ 27 chi nhánh, đơn vị thuộc khu vực 1 Vietinbank. Các vận động viên tham gia tranh tài ở 5 bộ môn: kéo co, bóng bàn, tennis, cầu lông, cờ tướng. Các vận động viên đã thi đấu với tinh thần nhiệt huyết, sôi nổi, cạnh tranh quyết liệt, làm nên những trận so tài đẹp mắt. Những tình huống giằng co, những pha bóng gay cấn càng làm nóng bầu không khí cổ vũ của khán giả trên khán đài. Sau 2 ngày thi đấu sôi nổi, ngày 13 tháng 5, hội thao Vietinbank khu vực 1 đã bế mạc. Ban tổ chức đã trao giải nhất đồng đội cho Vietinbank Hòa Bình, giải nhì cho Vietinbank Phúc Yên và giải ba cho Vietinbank Vĩnh Phúc. Ban tổ chức cũng đã trao 2 giải phụ, vận động viên nam nữ cao tuổi nhất và các giải thưởng cho các cá nhân, tập thể đạt giải ở các nội dung 5 bộ môn thi đấu. Hội thao Vietinbank khu vực 1 năm 2018 đã thành công tốt đẹp với những trận tranh đua quyết liệt, đầy kịch tính, thể hiện một giải đấu chất lượng cao. Những kỷ niệm, dư âm tốt đẹp của hội thao sẽ tạo đà, khích lệ toàn thể cán bộ, người lao động trong toàn khu vực 1 quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn năm 2018 và các năm tiếp theo. Vietinbank, nâng giá trị cuộc sống.